chú là hai cha con là mình đi từ mấy giờ sáng? Sáng thì ở 8 giờ không biết đường đi như nào. Không biết đường đi luôn. Bởi vì xe đi lên làm đi bằng xe đỏ. Rồi hồi lên nó làm xe đỏ đâu đi xe này, giờ xe đỏ không có buộc chạy. Vâng. Chạy từ từ hỏi ta từ từ đi á. Dạ, nên là từ sáng giờ mới tới đây. Rồi, đi đường Long An, đi đường này nè. Vâng thì đúng rồi, chú cứ chạy thẳng quốc lộ này nè. À, vậy là chú là ở Trà Vinh, người Khmer. À. Rồi mai mốt có lên làm nữa không chú? Không, chắc nghỉ rồi. Sao vậy? À, chú về đâu chú? Trà Vinh nè. Trà Vinh hả? Dạ. Làm bao tháng không có tiền bạc đâu. Ở nhà trọ rồi không có tiền đông ta không có ở. Vâng. 4 tháng rồi làm không có việc làm. Chú năm nay nhiêu tuổi hả chú? Tôi năm nay 64 rồi. Ồ. Dạ vâng thưa quý vị, thì ngày hôm nay Thắng có đi trên quốc lộ 1A hướng về miền Tây, lại tiếp tục gặp một cái hoàn cảnh này. Hiện tại thì trời Sài Gòn đang mưa mọi người. Cho nên là em cũng có vào chú mưa thì gặp chú và em trai đây đang ngồi ăn. Thì hiện đây thì em cũng thấy hoàn cảnh cũng khá là cũng khó khăn đấy. Dạ con chào chú ha. Chú ơi, chú có thể giới thiệu rõ hơn cho con biết là chú tên gì và mình ở đâu không ạ? Tôi là Trần Thoan ở Trà Vinh. Vâng, chú là người đồng bào hả? Dạ. À, dạ. Chú là dân tộc gì chú? Tộc Khmer. Khmer hả chú? Dạ. À, bây giờ cho con hỏi là chú đi từ đâu về đây? Bình Dương á. Bình Dương? Dạ. Là hai cha con lên Bình Dương làm hả? Dạ. Là hôm nay là quyết định về quê? Dạ, về quê. Thì có thể là chia sẻ cho con biết là tại sao mà mình lại quyết định là rời thành phố về quê hương như vậy không ạ? Thì là thấy làm cũng được rồi, làm mình lớn tuổi không có tam mương nữa. Rồi bao thăng không làm được gì hết rồi, mình ở nhà trọ, thăng đóng 700-800 không có tiền đóng. Vâng. Tại vì về quê đi mình thì bắt cá đi, bắt ốc gì mình ăn đỡ được, còn ở đây mình có tiền đâu mua. Vâng. Thả đi, rồi nó sống vẻ chút ở đây khó lắm. Bốn tháng không có tiền bạc ở đâu, trong nhà trọ không có, hai tháng không có đông ta đuổi. Vậy hả? Ở ta không có ở nữa. Vì không, mình không có tiền đóng á. Vâng. Chú với em là lên đây làm công việc gì? Tôi đi làm trong lùm ở trong vườn ta, vườn á. Làm vườn hả chú? Làm cao su hả? Không, làm cam bưởi giống hết á. À, trồng cam bưởi. Thì chú lên đây được bao lâu rồi? Tôi lên đây 5 tháng rồi. Dạ. Rồi làm được con tháng đầu tiên, rồi tháng sau bị dịch được cách ly không sao đi đâu hết, ở trong nhà không à. Chú có được cứu trợ hay là được hỗ trợ gì không? Có được gạo, người ta cho bao gạo. Vậy thôi hả? Rồi. Cho bao gạo, 4 tháng cho bao gạo á. Rồi chú có thể chia sẻ cho con rõ hơn là mình gặp khó khăn như thế nào trong những cái tháng vừa qua không ạ? Khó khăn là mình đi làm cũng được á, ở trong nhà trọ không à. À, rồi làm cho tháng đầu làm được tháng, rồi tháng sau 3-4 tháng là bình lên ta ở giường việc mà ta cắt tốt, ta đóng hết, ta không ta mình đi đâu hết. Vâng. Thành ra ở đó rồi giờ là ăn hết tiền rồi làm đầu tháng đầu tiên còn tiền, rồi sau thì cũng ăn nhìn hết rồi. Rồi khi nhà trọ ta ở nữa rồi một nữa rồi không có việc làm nữa, rồi mới giường ra giường cũng vậy được về đi. Rồi sau này bệnh nữa rồi không được về, rồi mình tuổi cũng già rồi ta sao mấy rồi. Vâng. Thành ra cũng về nhà được rồi. Để khổ mới lên cho sao mấy đang lẽ nghỉ á. Vâng. Thì thấy không có việc mình nghỉ nữa đâu, có gì là ăn. Dạ. Ơi chú là hai cha con là mình đi từ mấy giờ sáng? Ừ, sáng đi hồi 8 giờ không biết đường đi như nè. Không biết đường đi luôn. Bởi vì xe đi lên làm đi bằng xe đỏ. Rồi hồi lên nó làm xe đỏ đâu đi xe này, bây giờ xe đỏ không có buộc chạy. Vâng. Chạy từ từ hỏi ta từ từ đi á. Dạ, nên là từ sáng giờ mới tới đây. Dạ. Rồi, dạ. Đi đường Long An, đi đường này nè. Vâng, thì đúng rồi, chú cứ chạy thẳng quốc lộ này nè. Dạ. Vậy là chú là ở Sóc Trăng, người Khmer. Không, ở Trà Vinh. À, chú là ở Trà Vinh. Dạ. À, vậy là chú là ở Trà Vinh, dạ. Người Khmer. Dạ. À. Rồi mai mốt có lên làm nữa không chú? Không, chắc nghỉ rồi. Sao vậy? Vì tôi già rồi. Vâng. Mày con tôi có thể nó lên chứ còn tôi không nghỉ đâu nè. Vậy hả? Dạ. Vậy là chú bỏ mình cô ở quê đấy, không sợ cô buồn hả? Không, ở quê thì nó đúng, mình gửi ở đó, rồi cũng tiền, cũng đường lĩnh ăn gì đó, nghèo mà. Cô ở quê là làm gì ở chú? Cô đâu có làm gì đâu, mình nghèo đâu có gì làm.
Thế hả? Không có đi làm mướn làm thuê gì ở dưới quê hả? Hồi đó có lên cho đi quê rồi làm sao thấy nó bệnh, con bệnh quá không có chưa được, ra ở nhà vâng kia đi lại làm rồi làm mình có tiền mình gửi đi ăn nhé. Dạ rồi lúc đó có thích tiền đâu. Rồi để con hỏi thăm em trai chút. Rồi em trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 19 rồi. Ồ thì trước là có học hành gì không? Dạ cũng có học được tới lớp 7 thì về lớp 8 nghỉ. À. Nghỉ đi làm này kia vậy đó. Dạ, nghỉ xong rồi đi theo ba đi làm. Rồi. À. Thế tính sau này hết dịch có lên làm lại không em? Em cũng chưa biết nè, để chờ coi nếu mà có thì em sẽ lên nữa. Ồ. À. Dạ. Thế em thì em có thể là làm được công việc gì? Em làm được nhiều việc lắm. Đồ đạc của hai cha con. Rồi sáng giờ hai cha con đi về còn bao nhiêu tiền trong túi chú? Trăm mấy à? Hả? Trăm mấy nó xăng hết rồi này. Trăm mấy hả? 200 nó xăng hết 150 nó xăng. Vâng. Còn 100 này đi theo đường. Chứ về là chủ người ta không cho đồng nào hả? Không bị gì mình làm á mình không có việc á rồi mình mượn ta rồi. Giờ cái mượn đó là ta không cho trả đâu. À có nghĩa là trước là chú ứng tiền trước hết rồi. Mình ứng mình là xài hết rồi. Xài hết rồi, ta gửi cho vợ về nhà rồi mớ. Rồi vợ đi về, ta nói bị gì, ta có mình còn thiếu ta đó. Rồi ta cho mình về đi, ta không lấy đâu, vì thế mình không có. Ngày xưa sao mà chú lại quyết định là lên thành phố làm ăn vậy? Vì ở quê không có việc làm. Ở quê giờ thường lương anh ta mướn bằng máy móc không à. Vâng. Thực ra là ta mướn máy móc không rồi mình cũng có việc làm. Mình thấy lên Bình Dương cũng có việc làm. Vâng. Thực ra mới lên. Mình lên thì lương nó ngược thì việc đó. Từ trước mà làm cũng không được. Từ đây việc ta cũng thăng này. Còn là đâu có gian đâu. Ngày xưa đấy thì có ai giới thiệu chú lên đó không hay là mình tự đi? Có con ta đi trước á, người ta nói đi đó mà vâng. Để mắt gì cũng có việc làm. Vâng. Thật ra đi cũng làm được, chứ tỷ mình già nữa, ta mướn mình rẻ chút. À, chú lớn tuổi rồi nên là cái lương nó cũng thấp hơn. Gửi được con lần rồi, vì mình làm 1 tháng 4 tháng, bệnh là công dường thiệt mà người ta chặn chốt, chặn hai bên đó rồi, không sao mình đi làm luôn. Vâng. Thật ra ở trong nhà mình ăn, nhín ăn. Mình không có, mình phải ăn bậy bản. Vâng. Rồi bây giờ đi về quê đi, mình có rau muống rau gì mình phải ăn thêm được. Vâng. Còn có bản nó cái gì tiền không à. Vâng, ở đây thì cái gì nó cũng tốn kém cả. Còn ở quê mình đi bắt cá chắc gì được ăn đỉnh. Vâng. Khổ quá. Rồi mà đi thật đi về mắc cách ly 15 ngày. Vâng, đúng rồi chú. Vậy là chú cũng biết là về quê sẽ bị cách ly đúng không? Cách là mà không, cách là không cho vô nhà đâu, cách tập trung á. Đúng rồi. Chưa được về nhà đâu. Vâng, vậy là hai cha con vẫn biết là bị cách ly nhưng mà vẫn phải về đúng không ạ? Không biết giờ nào mà ta mở đường đi. Vâng. Rồi chú đã được trích mũi nào chưa? Trích được qua rồi. À, hai cha con được trích rồi đúng không? À. Rồi mình đi như này có được test không? Test qua rồi, không sang. Dạ. Có trích hết rồi. Vâng. Sang là test 280. À vậy hả? Vậy là có cái giấy rồi đúng không? Rồi rồi, cho con xem nào. Đấy, chú lớn tuổi rồi, thấy mọi người thấy tội không? Hai cha con.
Đây là chứng minh của chú hả? Ừ. Chú này là ở Trà Vinh, người Khmer mọi người ạ. Chú là người Khmer. Rồi, con gửi lại chú ạ. Rồi. Hôm bữa hôm là ông già mất, không đâu được đi, được về đâu. Vậy hả? Ông già ruột á. Vâng. Vậy là bác ở nhà ở dưới quê mất. Dạ, đâu có được đi. Mà được. Không về được. Không, ta không cần về á. Vâng. Thật ra có em hai đứa ở nhà nó làm. Mà đám đâu có cho làm đâu. Chỉ bây giờ một ngàn đêm nó đem đi thiếu rồi. Vâng. Đúng là dịch bệnh này khổ quá chú ha. Đặc biệt là những người lao động như chú đây. Ừ, rồi. Vâng. Già rồi có khi mình có gì mình đâu có được quê đi quê được. Vâng. Về đi. Còn năm nay thì giờ sao? 4 tuổi rồi. Dạ. Không nhiều nữa. Người ta cũng nói hoài, tao nói già rồi đi về đi. Già làm gì nữa? Ờ, tôi nói bị không có ăn á, mình phải làm thất thế tội nghiệp ta mướn mình à. Đáng lẽ già người ta không mướn đâu. Vâng. Thấy ta tội nghiệp là mướn mà nhổ cỏ nhau gì đó. Dạ. Nhổ cỏ nhau gì chứ xịt thuốc đâu được. Vâng. Ừ, thật ra ta nói mình cũng mơ đó cũng bắt nữa. Ta nói già gì mà thôi cha mẹ người ta nữa mà người ta đâu có làm. Dạ. Cái hoàn cảnh này như sao vậy? Phải chịu thôi. Rồi thì em đi em đi làm như thế này thì cuộc sống bây giờ nó cũng đang khó khăn đấy. Có lúc nào mà cảm thấy buồn bã cũng như là chán nản không em? Dạ không, cũng em cũng thấy bình thường à. Ờ. Tại vì cũng ráng đi làm kiếm tiền rồi giúp cha giúp mẹ này kia nữa. Thì thôi thì qua đây đấy thì con cũng có duyên gặp chú với em. Thì con cũng đang trú mưa đấy thì thấy là chú đang ngồi ăn cơm. Thì con cũng vào con hỏi thăm một chút. À, thì con thì thật ra thì con cũng có làm bên YouTube, con quay những cái hoàn cảnh khó khăn đấy chú. Dạ thì vâng thì thôi thì chú cháu mình có duyên ngày hôm nay đây thì con cũng gửi cho chú một chút tiền để cho chú với em có cái lộ phí đi lại ha. Vâng thì đây cho con gửi chú 1 triệu. Dạ, đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân trên kênh của con. Đi những đấy cách ly là 1 tháng một ngày là 80 á. Vậy hả? Vậy cách ly một ngày là mất 80 ngàn hả? Đông tiền ta nó có mới ăn á. Vâng. Thật ra được chú cho đi cũng được đông cái tiền cho ta. Vâng. Vì ta ở cách ly trước ta điện nói là đi phải cách ly 14 ngày. Vâng. Rồi được đâu được về nhà rồi đi là một ăn một ngày ta 80 ngàn. Vâng. Cũng đông người ta. Rồi dây hả? Hả? Con tưởng là người ta lo hết chứ. Không, đông vậy hả? Thế chú có cảm thấy bất ngờ khi mà hôm nay gặp con đây và nhận được cái món quà này không chú? Không ngờ chứ. Thấy giờ thấy cũng chú giúp đỡ cho tôi cũng mừng, rất cảm ơn. Dạ. Không giờ sao? Mình nghèo rồi, mình thấy thì ta cũng có làm phước cho mình. Vâng. À. Thì đây là cái số tiền cũng là của anh Hà, anh Hà Mạnh Thường Quân bên nước ngoài. Dạ. Thì cô anh cũng có gửi cho con ấy để giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn. Dạ, dạ. Thì qua đây chú có muốn gửi lời gì cảm ơn tới anh Hà không? Dạ, tôi muốn cảm ơn là cho chú mạnh khỏe. Nên chú cũng giúp tôi, bây giờ tôi biết gì đòn đáp rồi chỉ có lời cho chú là được mạnh khỏe, không có bệnh hoạn hết. Dạ. Chia sẻ cho nhiều chú cái gì chúng ta làm tốt chút nữa chút gì mà mình biết ơn không biết khi nào mà hết. Vâng. Mình chỉ là chúc cho mạnh khỏe thôi. Dạ. Cho người cũng biết người đâu mà ta dám giúp. Vâng, mình vâng. Dạ, thì thôi thì con cũng cảm ơn chú từ nãy giờ đã chia sẻ với con á. Dạ. Thì con cũng chúc chú với em là lên đường thuận lộ bình an nhá. Gặp nhiều may mắn nha. Chúc chú mạnh khỏe. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ rồi, thì thôi thì chắc là cũng ấy rồi. Thì chú với em mình tranh thủ đi. Dạ, đi cho kịp giờ. Dạ, chừng nào tới. Cảm ơn chú ạ. Dạ, vâng. Ờ, đi nhá, đi cẩn thận nhá.